Hello, Lộc Nguyễn mến chào quý chị và cô bác trở lại với kênh Nhà đất Lộc Nguyễn nha. Hôm nay Lộc Nguyễn đi quay một cái căn nhà nằm trong một cái khu dân cư gọi là khu dân cư Đặng Quỳnh nha quý anh chị. Thì cái khu dân cư này nó đã được quy hoạch bài bản 1/500 rồi. Nên quý anh chị yên tâm là sẽ không sợ quy hoạch gì hết, cũng như là cái nhà của chúng ta sẽ không bị lộ giới gì hết nha quý anh chị. Vì trước nhà của chúng ta đường rộng tầm khoảng 7 mét rưỡi nè. Có lòng đường là 7 mét rưỡi nha và lề đường là 3 mét. Đó nên quý anh chị là căn nhà này là xe tải chạy Vivu luôn nha quý anh chị. Đặc biệt là gần nhà chúng ta có đến 7 khu công nghiệp. Nên với căn nhà này quý anh chị có thể kinh doanh đa ngành nghề cũng như là để là một cái nơi an cư lập nghiệp thì rất là tuyệt vời luôn ha quý anh chị. Từ vị trí nhà quý anh chị di chuyển ra quốc lộ 50 chỉ tầm khoảng 700 m thôi và đến cổng thành là tầm khoảng 1 cây 2 nha quý anh chị, và di chuyển lên bến xe quận 8 theo trục đường quốc lộ 50 chỉ tầm khoảng 10 cây thôi. Đó là thấy rất là gần để cho quý anh chị làm một cái nơi mình vừa đi làm ở các quận nội thành á, hoặc là cho con cái mình học hành thì cũng rất là phù hợp nha. Đây đây là cái căn nhà này với một cái mức giá khá là mềm luôn nha quý anh chị. Thì quý anh chị hãy theo dõi hết video, Lộc Nguyễn sẽ báo giá ở cuối video cho quý anh chị nha. Thì trong khu dân cư Đặng Quỳnh đó, nó có một cái mức giá giá sàn rồi quý anh chị, đưa ra một cái mức giá chung cho cái khu vực khu dân cư Đặng Quỳnh rồi nha quý anh chị. Nên quý anh chị yên tâm khi mà làm việc bên nhà đất Lộc Nguyễn, quý anh chị sẽ mua được cái giá khá là tốt so với thị trường nha. Và đất ở chung đây á, chung khu dân cư Đặng Quỳnh á, thì mỗi cái nền đất của nó sẽ có diện tích là ngang 5, dài 18 m, và kế bên nhà đây cũng sẽ có một cái nền đất luôn nha quý anh chị. Cái diện tích đất nó sẽ ngang ngửa với cái nhà này luôn, là ngang 5, dài 18 m, và hướng của chúng ta là hướng đông nam nha. Cái nền đất này á, có cái giá trị cho quý anh chị đi công chứng luôn với cái giá tổng là 2 tỷ 650 triệu, là quý anh chị đã sở hữu được cái nền đất này rồi. Rồi còn quý anh chị nào không thích mua đất, kế bên có một căn nhà cho quý anh chị nha, với một cái mức giá chỉ hơn 3 tỷ chút xíu thôi, 3 tỷ chút xíu thôi nha quý anh chị. Quý anh chị hãy theo dõi hết cuối video, là Nguyễn sẽ báo giá ở cuối video cho quý anh chị. Rồi mình vào bên trong nhà để cùng tham quan nha. Với cái mặt diện nhà này á, thì là có chủ ở rồi nha quý anh chị, nên nhà nó hơi cũ chút xíu. Mình mua thì mình về mình sơn sửa lại thì có thể ở được ngay nha quý anh chị. Rồi mặt diện bên ngoài nè, với cái tông màu xám ha, với cái tông màu xám và trắng rất là nhã nhặn luôn, với theo kiểu thiết kế là mái thái một trệt một lầu, có 3 phòng ngủ. Có 2 phòng ngủ và một khu vực phòng thờ nha quý anh chị. Còn nếu mà quý anh chị nào mà mình không có thờ phượng á, thì mình cũng có thể tận dụng cái khu vực đó để mình làm khu vực, làm một cánh cửa để cho quý anh chị làm một cái khu vực phòng ngủ, cũng như là mình thiết kế thêm một cái khu vực thờ ở phía trước nha. Rồi tiếp tục mình sẽ di chuyển vào bên trong nhà. Cái ngôi nhà này á, Lộc thấy á, cổng của nó rất là kiên cố cũng như là chắc chắn nha quý anh chị. Ở phía mặt diện nè, khi mà quý anh chị đi vào bên trong nhà thì sẽ qua một cái lớp cửa hai cánh với cái tông màu xám ha, rất là phù hợp với cái tông màu nhà của chúng ta, được CC những cái hoa văn và họa tiết rất là đẹp. Rồi ở đây cũng có chuông sẵn luôn nào quý anh chị đó, và chúng ta có thể sửa lại chuông hư rồi. Rồi ở ngoài cổng nè thì tường thì rất là kiên cố luôn. Ở phía trên thì sẽ có một cái đèn chiếu sáng cho quý anh chị luôn, buổi tối chúng ta bật lên thì rất là đẹp luôn nha, và cung cấp đầy đủ ánh sáng cho khu vực phía ngoài sân của chúng ta. Rồi mình di chuyển vào bên trong cái khoảng sân này quý anh chị ơi. Cái khoảng sân này á, thì Lộc thấy là mình có thể để tầm khoảng 10 chiếc xe máy luôn nha quý anh chị, khá là rộng luôn. Thì với ngôi nhà ngang 5 nhà 18 này thì Lộc thấy rất là rộng rãi và thoáng luôn. Thì với những anh chị nào mà có xe hơi á, chúng ta cũng có thể đậu xe hơi vào bên trong khoảng khoảng nhà của chúng ta luôn nha quý anh chị. Đó, quý anh chị thấy thế nào ạ? Có tuyệt vời không ạ? Một căn nhà đường xe hơi với lòng đường là 7 mét rưỡi, lề đường là 3 mét nha quý anh chị. Ở phía mặt diện bên ngoài á, Lộc thấy có những cái khoảng không gian như thế này. Thì với những cái khoảng không gian trống này á, thì chúng ta có thể thiết kế những cái bức tranh hình vẽ hoặc là những cái bức tranh bằng 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 gạch á. Chúng ta có thể làm ở đây những cái bức tranh hoa mai nè, hoặc là những bức tranh mã đáo thành công. Đó, làm cho cái khu vực sân của chúng ta thêm phần đẹp mắt hơn nha. Ở phía trên trần á, gia chủ của chúng ta rất là kỹ nha quý anh chị, đã che chắn những cái tường rào rất là chắc chắn cho quý anh chị hết rồi.
Tuy nhiên thì cái khu vực khu dân cư chúng ta nó rất là an ninh và trật tự luôn nha quý anh chị, nên không có vấn đề gì về trộm cắp đâu nha. Rồi, ở ngoài bức tường nè, gạch ốp lát lên tới trần cho quý anh chị luôn. Đó, rất là chắc chắn. Vào bên trong khu vực phòng khách thì sẽ qua thêm một cái lớp cửa nữa. Cửa này là được sơn với cái tông màu lam ha quý anh chị. Cửa bốn cánh. Đó, vào bên trong khu vực phòng khách quý anh chị ơi. Thì vừa vào khu vực phòng khách đó, là cảm giác là nó khá là mát mẻ và nó quá là rộng luôn quý anh chị, với một cái bề ngang là 5m. Và cái khoảng không gian này Lộc thấy nó rộng tầm khoảng 60m² nha quý anh chị. Quá là rộng luôn. Thì với khoảng không gian này thì chúng ta có thể là set up thêm những cái phần nội thất, như là một cái bộ ghế sofa, hoặc là những quý anh chị nào thích chất liệu bằng gỗ thì chúng ta để một cái bàn gỗ để tiếp khách ở đây. Bộ bàn ghế gỗ thì rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Và mình làm thêm những cái kệ tủ ở đây nè. Có sẵn cho quý anh chị những cái bậc như thế này để quý anh chị trưng bày những cái bình hoa để đây cho nó thêm phần đẹp hơn nha quý anh chị. Và một cái điểm nhấn là cái bức tường này là được ốp bằng đá nha quý anh chị. Đó, nên nó rất là sạch sẽ, và nó là một cái khoảng không gian ngăn cách giữa khu vực phòng khách cũng như là khu vực bếp ha. Phía trên trần mình làm cũng rất là đơn giản và nhã nhặn, với trần dược cấp với cái tông màu xám và màu trắng ha quý anh chị. Ở chính giữa hiện tại thì cái đèn chúng ta nó bị hư rồi. Đó, mình có thể thay bằng cái đèn chùm kết hợp với quạt trần á, thì rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Với ngôi nhà này thì về chúng ta chỉ cần chỉnh sửa chút đỉnh thôi là chúng ta có thể vào ở được rồi. Với một cái mức giá chỉ hơn 3 tỷ chút xíu thôi. Thì quý anh chị hãy theo dõi hết video, Lộc Nguyễn sẽ báo giá ở cuối video cho quý anh chị nha. Và quý anh chị hãy nhớ nhấn một like và một lượt đăng ký kênh để là người nhận được những cái video nhà và đất mới nhất Lộc Nguyễn sẽ đi review gửi đến cho quý anh chị mỗi ngày nha quý anh chị. Rồi, vào bên trong cái khu vực bếp nha. Nhưng mà tới khu vực bếp Lộc cho quý anh chị tham quan khu vực này nè. Một cái khoảng không gian khá là rộng rãi và thoáng luôn. Với khoảng không gian này thì chúng ta có thể thiết kế là một cái nhà kho ở đây ha, để chúng ta đựng những cái vật dụng linh tinh mà không xài đến ở đây ha quý anh chị. Một cái vật dụng chúng ta để ở đây đó thì rất là hợp lý ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái khu vực phòng bếp nha quý anh chị. Với căn nhà này thì Lộc thấy là khu vực nào cũng rộng rãi và thoáng quý anh chị ơi. Ở đây thì đơn vị bên gia chủ đã làm cho mình là một cái hình bếp hình chữ L, đó rất là hợp phong thủy ha. Về chúng ta làm thêm những cái cửa tủ ở đây theo cái ý thích của mình nha quý anh chị. Và khoảng không gian trống này á, chúng ta để một cái bộ ghế bàn ăn tầm khoảng 10 cái ghế đó thì rất là hợp lý ha. Ra sân sau quý anh chị ơi, một ngôi nhà mà có một cái khoảng sân trước cũng như là một cái khoảng sân sau thì Lộc Nguyễn rất là thích luôn nha. Với khoảng không gian này á thì chúng ta có ống nước vào và ống nước ra ở bên khu vực này ha. Thì chúng ta để máy giặt ở đây để mình vừa giặt giũ nè, rồi mình làm thêm những cái xào đồ á để cho quý anh chị phơi đồ. Bên phải Lộc nè, làm sẵn cho quý anh chị một cái bồn để cho quý anh chị rửa tay ha. Rồi một cái lavabo để cho quý anh chị đánh răng súc miệng ha quý anh chị. Rồi mình sẽ tham quan khu vực phòng vệ sinh ở dưới tầng trệt nha. Phòng vệ sinh này á thì đã lắp cho quý anh chị những cái thiết bị như là bồn cầu nè, rồi vòi sen, rồi gạch thì đã được ốp lên cho quý anh chị tầm khoảng 1m7 luôn nha quý anh chị, khá là cao. Nên với căn phòng vệ sinh này là thấy rất là sạch sẽ cũng như là đầy đủ những cái trang thiết bị để cho quý anh chị sử dụng. Đó, quý anh chị thấy thế nào ạ? Thấy có tuyệt vời không ạ? Nếu mà thấy cái nhà này phù hợp với gia đình mình á, đi lùi lên. Nếu mà quý anh chị thấy căn nhà này phù hợp cho gia đình mình thì hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi ngay cho Lộc qua số hotline phía trên màn hình nha, 077-201-0726. Lộc Nguyễn sẽ tư vấn thật là tận tình và chu đáo cũng như là đặt cuộc hẹn cho quý anh chị đi tham quan những cái căn nhà này thực tế cũng như là những cái căn nhà khác phù hợp với tài chính của quý anh chị nha. Tiếp theo thì Lộc Nguyễn sẽ mời quý anh chị di chuyển lên trên lầu 1 để cùng tham quan phía trên nha. Các bậc cầu thang khi mà bước lên nè quý anh chị đã được ốp lát đá hoa cương hết cho quý anh chị luôn rồi nè, giúp quý anh chị đi thêm mát chân hơn nha. Đó, tay vịn là gỗ căm xe và kính là kính cường lực. Đó,
Kính cường lực thì sẽ nhìn căn nhà của chúng ta thêm phần sang hơn nha quý chị. Ở cái phần giữa cầu thang nó sẽ có một cái ô như thế này. Thì với cái ô thế này thì quý chị có thể là trưng bày những vật phẩm quà lưu niệm hoặc là những cái bằng cúp của con em chúng ta, có thể trưng ở cái khu vực này ha. Hoặc là ở phía trên là quý chị nó cũng có một cái khoảng không gian để cho quý chị trưng bày những cái bình hoa nè. Đó, làm cho cái khu vực phía cầu thang chúng ta thêm phần đẹp mắt hơn nha quý anh chị. Đó, trần thì khá là cao ha. Trần phía trên của chúng ta là trần thịt cao nha quý anh chị. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển lên trên lầu nha. Khu dân cư của chúng ta là khu dân cư Đặng Quỳnh. Nên đã được quy hoạch bài bản 1/500 hết rồi. Nên quý anh chị yên tâm về cái phần quy hoạch nha quý anh chị. Ở trên lầu thì sẽ có 3 phòng nha quý anh chị, 2 phòng ngủ và 1 khu vực phòng thờ. Thì đầu tiên Lộc cho quý anh chị tham quan cái khu vực phòng ngủ đầu tiên nha. Khu vực phòng ngủ đầu tiên Lộc thấy khá là thoáng nè. Phía trên cái cửa nó sẽ có một cái ô để cho quý anh chị lấy gió cũng như là lấy sáng ha. Rồi, mình bước vào bên trong khu vực phòng ngủ nha quý anh chị. Wow, một cái khu vực phòng ngủ Lộc thấy cũng rộng tầm khoảng 30m² nha. Đó, thì với khu vực phòng ngủ này chúng ta có thể thiết kế thêm những cái phần nội thất như là một cái giường ngủ nè, một cái bàn trang điểm cũng như là một cái tủ đựng quần áo ha quý anh chị. Và đặc biệt á, sẽ có một cái cửa sổ như thế này để cho quý anh chị lấy sáng cũng như là lấy gió ha. Phía xung quanh nhà chúng ta thì khu dân cư sống rất là đông đúc cũng như là san sát nhau rồi. Đó nên rất là vui nha quý anh chị. Hiện tại thì Lộc thấy là trong khu dân cư Đặng Quỳnh nó có một cái mức giá hết trơn rồi. Nên Lộc thấy cái giá của căn nhà này rất là thấp so với những căn nhà xung quanh luôn quý anh chị. Nên quý anh chị hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc qua cái số hotline phía trên màn hình để đi xem ngôi nhà này thực tế cũng như là mình sớm sở hữu cho mình một cái căn nhà đẹp cho gia đình mình nha. Đây là công tắc của CB máy lạnh ha. Rồi, cửa là làm chất liệu bằng gỗ nha quý anh chị. Cửa của mình được làm bằng chất liệu là cửa gỗ găm xe nha. Đó, rất là chắc chắn cũng như là cách âm khá là tốt nha quý anh chị. Tiếp theo mình sẽ di chuyển vào bên trong khu vực phòng vệ sinh ở trên lầu nha. Phòng vệ sinh thì gạch ốp tường lên cho mình tầm khoảng 1m7 luôn nha quý anh chị, khá là cao luôn. Đó nên Lộc thấy ngôi nhà này rất là sạch sẽ khi mà quý anh chị ở cái căn nhà này. Ở phía bên đây nó có một cái ô để cho quý anh chị lấy sáng cũng như là lấy không khí vào bên trong khu vực phòng vệ sinh của chúng ta. Nên lúc nào phòng vệ sinh cũng sẽ thông thoáng và mát mẻ ha. Rồi ở đây có một cái lavabo sẵn cho quý anh chị rồi nè. Phía dưới là gạch chống trơn trượt ha. Đó, khá là rộng, phòng vệ sinh khá là rộng nha. Tiếp theo, Lộc sẽ di chuyển qua khu vực phòng ngủ thứ hai nha. Căn phòng ngủ này á, thì nó cũng tương tự giống như căn phòng ngủ đầu tiên nha quý anh chị. Lộc thấy căn nhà này rất là thích hợp cho những gia đình nào có khoảng từ 6 thành viên trở lên. Mình ở căn nhà này thì rất là hợp lý luôn, với một cái diện tích là ngang 5 dài 18 nha quý anh chị. Đó, ba gia đình chúng ta có thể ở căn nhà này nha. Rồi, ở đây là một cái khoảng không gian. Lộc đố quý anh chị tận dụng để làm gì ạ? Cái khoảng không gian này sẽ không có cánh cửa nha quý anh chị. Và nó sẽ hướng ra khu vực phía ban công bên ngoài, có hai cái cửa sổ cũng như là một cái cửa chính nè. Thì với không gian này chúng ta có thể tận dụng để làm một cái khu vực thiêng liêng để mình thờ ông bà tổ tiên nè, thờ củ quyền thất tổ cũng như là mình thờ Phật, thờ đạo Thiên Chúa. Tùy theo tín ngưỡng của mỗi gia đình chúng ta thì chúng ta tận dụng khu vực này để làm một cái khu vực tôn nghiêm làm để thờ ha quý anh chị. Đó, hoặc là quý anh chị có thể tận dụng cái khoảng không gian trống này để chúng ta tập thể dục như là thiền hoặc là yoga, hoặc là quý anh chị cũng có thể để thêm những cái thiết bị
chạy bộ ha, ở ở trên khu vực này đó thì rất là hợp lý nha quý anh chị. Rồi Ngọc sẽ di chuyển ra khu vực phía ban công. Wow, một cái ban công khá là rộng rãi và thoáng luôn quý anh chị ơi. Đó. Với ban công này thì chúng ta có thể tận dụng để trồng những cái bình hoa nè, hoặc là những cái thùng mốp nhỏ nhỏ xinh xinh đó, để chúng ta trồng rau sạch ăn thì rất là tuyệt vời ha quý anh chị ơi. Wow, ở kế bên nhà chúng ta có nguyên một cái khu vườn có những cái loại cây ăn quả như là cây mít nè, cây ổi nè, cây xoài nè quý anh chị đó, nên chúng ta sẽ được tận hưởng cái luồng không khí xanh từ bên hông nhà nha quý anh chị đó. Còn khu dân cư chúng ta một khu dân cư khá là đông đúc cũng như là sầm uất rồi, đặc biệt là nhà chúng ta gần 7 khu công nghiệp nha, như là khu công nghiệp Kiuna nè, khu công nghiệp Tân Kim, khu công nghiệp Đặng Quỳnh, Phun Lưu, Chin Lưu, rất là đầy đủ rồi nha quý anh chị. Đó, mặt tiền căn ngoài của chúng ta với cái tông màu xám và màu xanh ha, thì quý anh chị hãy cùng theo chân Lộc để xuống tường trệt, Lộc sẽ báo giá cho quý anh chị nha. Vừa rồi thì quý anh chị đã tham quan hết ngóc ngách căn nhà của chúng ta rồi. Lộc Nguyễn xin nhắc lại những cái thông tin của ngôi nhà này nha. Với một căn nhà được thiết kế theo hình máy Thái, nằm trong một cái khu dân cư gọi là khu dân cư Đặng Quỳnh, đã được quy hoạch bài bản 1/500 rồi nha quý anh chị. Căn nhà của chúng ta có cái diện tích là ngang 5, dài 18 mét. Thì Lộc Nguyễn sẽ báo giá đủ cho quý anh chị nha. Và giá sẽ không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào, mọi chi phí thuế thì bên Lộc đều bên bán á đều lo hết cho quý anh chị nha quý anh chị, nên quý anh chị yên tâm. Thì căn nhà của chúng ta với một cái mức giá là 3 tỷ 250 triệu là quý anh chị đã sở hữu được căn nhà này rồi. Thì mọi thông tin chi tiết quý anh chị hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn nha, và mình đi xem ngôi nhà thực tế cũng như là cái giá mà Lộc đưa cho quý anh chị á, là giá sát chủ rồi, nên quý anh chị yên tâm nha. Còn về phần quy hoạch á, thì khu dân cư thì nó đã quy hoạch 1/500 rồi, nên nó sẽ không có vấn đề gì về pháp lý hết nha quý anh chị, rất là minh bạch và rõ ràng luôn. Thì với cái căn nhà này á, nằm trong một khu dân cư thì sổ hồng riêng á, ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay với một cái mức giá là 2 tỷ luôn nha, với một cái mức giá là 2 tỷ luôn nha quý anh chị. Thì chung khu dân cư Đặng Quỳnh nó có những cái miếng đất mà Lộc đang bán á, thì kế bên nhà chúng ta nè có một cái diện tích đất ngang 5 dài 18 luôn, với một cái mức giá là 2 tỷ 650 triệu đó. Thì quý anh chị nào mà có nhu cầu mua đất thì là Nguyễn cũng có nha. Còn căn nhà này quý anh chị nào mà muốn về để ở liền á, thì căn nhà này thì Lộc thấy rất là phù hợp cho những gia đình nào có từ 3 thế hệ trở lên chúng ta ở căn nhà này thì rất là hợp lý luôn nha quý anh chị. Thì trong khu dân cư đó, nó đã có công viên nè, có trường học nè, đó thì rất là phù hợp để cho quý anh chị để làm một cái nơi an cư lập nghiệp cũng như là để nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời nha. Những buổi sáng, những buổi chiều á, quý anh chị đi ra cái đường nhựa, đi ra khu công viên á, chỉ cách khoảng 100 mét thôi là quý anh chị có thể tập thể dục nè, đó rất là tuyệt vời, cũng như là đầy đủ những cái công năng công viên hoặc là siêu thị, có đầy đủ luôn, không thiếu một thứ gì nha quý anh chị. Thì gần Tết rồi, Lộc Nguyễn mến chúc cho quý anh chị có nhiều sức khỏe nè, nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống, và sớm tìm được cho mình một căn nhà phù hợp nha. Chào tạm biệt quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau ạ.
Nhà đất Lộc Nguyễn, nơi đặt niềm tin, nơi xây tổ ấm.